Hello các bạn, không khí của tháng 12 lạnh lạnh, mưa mưa làm cho mỗi chúng ta đều nhớ đến hương vị Tết. Thì hôm nay Thọ có đi ngang qua nhà một ông bác ở cũng gần nhà mình thôi. Có một cái hàng rào rất đẹp, Thọ sẽ quay cho mọi người xem cái nhà đẹp này nhé. Dạ 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 con cảm ơn. Mình mới nói chuyện với ông bác chủ nhà thì cái nhà này cũng trong diện đền bù nha các bạn. Đấy, nhưng mà điểm rất tiếc là đền bù nhưng mà cái giá rất là thấp các bạn. Đây này, ông bác mới nói là cái hàng rào này có 15.000 một mét dài thôi. Đó, nó đẹp như thế này nha các bạn, có 15.000 thôi nha. Đấy, còn cây dúi này thì cây dúi này thì ông nói là 150.000 nha. Đấy, đền rất là thấp. Khu này trong cái diện giải tỏa các bạn, cho nên là đây nè các bạn, đấy phía ngoài này là trước là đồng ruộng, bây giờ là cũng thành khu đô thị hết rồi. Thì Thọ sống ở gần đây nhé. Cái nhà này là ở thuộc khu 8 phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Đây là một cái hàng rào dúi mà bác chủ nhà đã kỳ công chăm sóc. Qua hình ảnh thì các bạn có thể thấy thì cái công chăm sóc của cái hàng rào này rất là lớn. Đấy, cắt tỉa này, một năm chúng ta phải cắt tỉa từ 1 đến 2 lần. Chứ các bạn cũng biết nếu mà không cắt tỉa thường xuyên thì nó sẽ ra rất là tùm. Đấy các bạn, cận cảnh các bạn thấy này nha. Đấy, cắt tỉa rất là đẹp, rất là bằng. Đó, những giống như một cái tường thành xây bằng gạch các bạn, vuông vức. Rồi mình sẽ quay luôn cái nhà của bác luôn này. Nhà được xây vào năm 1971, 50 năm rồi. Đấy, nhà cũng khá là hài hòa với cái hàng rào. Mình rất là tiếc các bạn, cái nhà này phải giải tỏa. Một cái nhà ở trong thành phố Quy Nhơn, tuy nó không nằm trong trung tâm nhưng mà cũng là sát với trung tâm thành phố Quy Nhơn. Được một cái nhà nó giữ như thế này á, thì sẽ rất là quý. Mình không có đặc biệt thích lắm những cái ngôi biệt thự mấy mươi tỷ, nhưng mà những cái nhà này á, thì sẽ gợi cho chúng ta cảm giác yêu quê hương, nhớ quê hương hơn. Đấy, nhất là các bạn mà đi làm ăn xa đó, nhìn những cái ngôi nhà như thế này thì rất nhớ quê hương. Với lại trong cái dịp này là sắp Tết nữa các bạn. Đấy, càng nhớ thêm. Khuôn viên nhà thì cũng được bác trồng hai cây mận nữa các bạn. Ở đây là cây mai nữa. Giờ đang ra hoa rồi các bạn.
Càng nhìn cái nhà này mình càng thấy tiếc các bạn. Hãy đăng ký kênh Quy Nhơn City nhé. Sắp tới Sọ sẽ chia sẻ những cái ngôi nhà đẹp của Bình Định. Và video xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn có một ngày làm việc đầy năng lượng.